Hàng ngày, hơn 8 triệu phương tiện giao thông các loại hoạt động trên khắp các đường phố của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh và các điểm bãi đỗ xe công cộng mới chỉ đáp ứng khoảng 8-10% nhu cầu đỗ xe của tổng số phương tiện hiện có. Đỗ xe với phương tiện gia đình thì đã khó, với những tài xế dịch vụ thì còn khó hơn gấp nhiều lần. Thực tế là không có chỗ dừng đỗ để cho taxi, mà hoạt động kinh doanh mà dừng đỗ không có, mà xe nhiều anh em cứ lòng vòng vừa tốn xăng, mà khách thì vắng. Đấy, mà dẫn đến cái nhiều lúc áp lực cho lái xe lắm anh ạ. Nhiều khi cần mà có việc cùng vào xếp hay gì thì bây giờ không chỗ đỗ cũng khó anh ạ. Mà các công ty hầu như không có chỗ hầm để xe gì, có chỗ không mà. Bây giờ mà gửi xe ở đây nhiều khi có chỗ đỗ nhưng mà có chỗ gửi đấy nhưng mà không có chỗ mà đỗ. Trong thời gian tới, quy hoạch giao thông tĩnh tại Hà Nội sẽ là hơn 1.600 bãi đỗ xe, nhưng hiện nay mới chỉ có hơn 70 bãi đỗ xe đã được đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng. Số còn lại đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và còn nhiều vướng mắc. Do đó, các gầm cầu đã được tận dụng để trông giữ tạm thời. Cái việc mà tạm thời thì có lẽ là chúng ta chia sẻ. Nhưng mà tạm thời không phải là kéo dài 5 năm, 10 năm. Tạm thời phải có thời hạn để tận dụng các cái khoảng trống. Đây là tận dụng chứ không phải là sử dụng lâu dài. Thứ hai nữa là phải có cái công bố về cái tạm thời nó là chừng nào. Hiện nay, tốc độ phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông rõ ràng không theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện, gây áp lực lớn lên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt là mạng lưới giao thông tĩnh. Thực trạng này cho thấy cần thực sự có giải pháp căn cơ, khẩn trương hơn nữa trong việc phát triển điểm trông giữ xe, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.